cho các bạn. Hôm nay thì chúng ta đã đến một cái ngôi chùa khá nổi tiếng ở cái vùng đất Sóc Trăng, đó là ngôi chùa Champa. Và hôm nay thì các bạn nhìn thấy là chùa đã có nhiều năm tuổi rồi. Hôm nay bên chúng ta có cái sự trùng tu lại để cho kiến trúc nó đẹp hơn. Ngoài ra thì bên đây là một cái khu vực mới, các bạn nhìn này, khu vực mới xây được rất là nhiều kiều bào ủng hộ để mà xây dựng khu vực mới cho sư sãi. Các bạn đi theo tôi. Các bạn thấy không, với những cái nén cổ kính như thế này, thật ra ở cái ngôi chùa này tôi rất là thích, bởi vì ở đây á chúng ta có cảm giác rất là yên bình và trong nắng. Rất là nhiều lần tôi ghé lại đây để mà nghỉ ngơi vào buổi trưa. Đây cũng là một khu cánh điện đã lâu năm rồi. Tuy là những cái nét nó bị phai mờ đi, nhưng mà các bạn sẽ cảm nhận được cái một cái văn hóa và lịch sử lâu dài của nó. Đây là văn tự đây là các bạn nhìn những kiến trúc của cánh cổng vào của chúng ta. Rất là cầu kỳ. Mang lại kỳ thuật. Rồi, tôi giới thiệu với các bạn đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây là một con thằn thú. Ở bốn mặt của cái chính điện á, chúng ta sẽ có bốn con thằn thú khác nhau. Lúc nhỏ tôi cũng hay lên đây chơi lắm. Tôi nhớ là tôi không thể nào mà bước lên đây được. Như thế này nè các bạn. Bây giờ tôi leo lên đây. Rất là to nha các bạn, rất là hùng dũng. Đây là một con thằn thú trong truyền thuyết đó các bạn, có hình dáng của con cọp khổng lồ. Đây, vì chính điện đang được trùng tu nên chúng ta sẽ đi đường dưới nha các bạn nha. Các bạn có thể nhìn qua góc bên đây nè, đây là nơi ở của các sư sãi. Tôi mời các bạn. Các bạn có nhìn thấy rất là nhiều bức tượng đá có hình dáng rất là đặc biệt, đó là những con vật ở trong truyền thuyết của nền văn hóa Khmer. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Thì bên đây là khu chính điện. Đây là khu chính điện mới được xây dựng và rất là nhiều kiều bào đóng góp để xây dựng lại khu chính điện này. Rất là trang hoàng đẹp. Chào con. Không phải đi nhỏ dễ thương đấy các bạn ơi. Rồi chúng ta quay phim nè. Còn đây này các bạn nhìn đây. Bên đây là cánh cổng thứ hai chúng ta. Thì bốn mặt của chính điện thì có bốn con thằn thú. Ở đây các bạn biết đây là gì không? Đây là con sư tử đấy. Sư tử chứ không phải là một con thú mà. Tại vì mình nhìn thấy lạ. Đây là một con thú truyền thuyết, chắc chắn con cọp thôi nào lúc nãy. Và đây là những người mà đã đóng góp lâm đĩa liếm và liếm thì khất các con. Thì đây là thường là những cái kiều bào người Khmer bên nước ngoài và những kiều bào người Hoa đóng góp để xây dựng lại cho chùa của chúng ta khang trang hơn. Đây, thế là các bạn đã biết nè, với sự sống rất là mãnh liệt. Đây là cây bồ đề. Cây bồ đề thì nó đã sống ở những nơi rất là cằn cỗi mà gốc rễ của nó rất là mạnh. Cây bồ đề cũng là một trong những cây mà Đức Phật đã ngồi và Ngài đã ngộ ra những cái đạo lý cuộc sống và trở thành đắc đạo. Ngài đã lại ngộ ra được những cái tham sân si trong cuộc sống này và làm cách nào để chống lại nó được, hiểu được cuộc đời này. Và sau đó Ngài đi phổ độ chúng sinh. Đó là cuộc đời của Đức Phật. Ngài dành tất cả những cái điều mà tuyệt vời nhất cho chúng sinh, bỏ đi cả cái cuộc sống mà dương giả của mình. Nếu mà chúng ta hiểu được cuộc đời của Đức Phật thì cuộc sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Và tôi nghĩ rằng đó là cái điều may mắn cho bất kỳ ai mà hiểu được những cái chân lý mà Đức Phật đã truyền dạy lại. Bây giờ chúng ta đi qua đây. Bên đây mới xây lên một cái công trình nhỏ mới, một cái tháp. Tôi còn nhớ là cách đây khoảng mười mấy năm lúc tôi còn nhỏ đó, tôi học quân sự ở đây nè. Cái khu đất này là toàn là đất trống thôi. Tôi học quân sự với cây me. Cây me khổng lồ các bạn nhìn thấy không? Đó, cây me đó có hàng trăm tuổi rồi đó. Và cây me này chúng tôi ngồi, chúng tôi bẻ me và chúng tôi học quân sự. Vui lắm các bạn.
Ở các trường học thì thường là sẽ xin nhà chùa cho phép học sinh đã học quân sự ở đây. Còn đây là một cái con thằng thú tiếp theo. Các bạn có đón được con này cũng gì không? Đầu là đầu con rồng đấy, nhưng mà mình là mình của con vật khác. Đó. Quan trọng nhất mà bên Phật giáo hay dùng làm biểu tượng đó là một chú voi trắng bảo hộ cho Đức Phật khi ra đời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái nơi rất linh thiêng ở trong chùa Khmer. Những ngôi chùa chúng ta đều, tất cả những ngôi chùa của người Khmer đều sẽ có hai cái đặc trưng này. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Các bạn thấy không, đây là cái cây bồ đề đã nhiều năm tuổi rồi, và mỗi một cái ngôi chùa của người Khmer đều sẽ có cây bồ đề như thế này. Đức Phật đã truyền đạo cho những cái môn sinh của mình. Các bạn có nhìn thấy không? Đó kìa, đó là tứ, đó tứ đại đế, đó là khổ đế, đạo đế, tập đế, đó diệt đế. Thật ra thì hắn không có phải là người cần lắm về các những kiến thức Phật giáo. Cảm ơn hai em nhỏ nha. Đây, hai em nhỏ đang cho cá ăn. Ở đây là một cái hồ, là một đặc trưng của một cái ngôi chùa Khmer. Đó là một cái hồ, đây gọi là cái hồ phóng sinh. Tức là ở đây là người ta sẽ bắt những cái con vật, người ta phóng sinh ở đây. Người ta bắt được nó hay là vô tình thôi, người ta cứu được nó, người ta thả ở đây. Và cái này thì có nhiều người hỏi là liệu là có ai đánh bắt nó không? Thì đối với một cái người thật sự là bên đạo giáo á, thì họ sẽ không làm việc đó. Bởi vì đối với họ cái hồ này nó rất là linh thiêng. Rồi các bạn nhìn xem này, ở đây cũng có những chú cá rất là to. Anh quay phim á, lại đây nè anh quay phim. Ở đây có hai chú cá hải tượng được dân tặng cho chùa. Mỗi một chú như vậy là nặng khoảng 60-70 kg. Các bạn có thấy cá hải tượng không? Đó, chúng rất là thanh thiện. Các em nhỏ đang cho cá hải tượng ăn. Cái con thấy ở ngoài xa cho mấy con cá khác ăn đây coi. Thấy gì con? Ừ. Ngoài cá hải tượng thì ở đây còn có những con cá nặng trên 10 kg. Ngày xưa thì nhà của nhà cũng bắt được một chú rùa. Sau đó thì mình gửi vào trong chùa phóng sinh ở đây. Các bạn thấy con cá hải tượng khổng lồ như vậy. Con cá rất là to, rất là thân thiện. Ngoài ra thì những cái khung cảnh bao quanh khu chùa nó rất là nhiều chúng chim vẫn sống ở đây, bởi vì chúng không hề bị săn bắt. Nó có một cái nét yên bình. Mỗi một lần về quê thì thường là nhà sẽ ghé vào trong ngôi chùa này và ghé ở đây. Ở đây có một cái hàng nước đỏ rồi. Các bạn nhìn ở bên trái này, các bạn có thể nhìn ở bên trái này. Cảm thấy nhà chùa của nhà rất là thoải mái. Bây giờ thì nhà mời các bạn đi qua bên đây. Một cái nơi, một cái hồ khác, cũng là một cái truyền thống của người Khmer luôn. Các bạn có biết không, nếu mà may mắn mà được ở cạnh nhã giờ này, các bạn sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời. Tại vì thời tiết ở đây rất là mát mẻ. Những cái tán cây này làm cho mình cảm thấy mình quay về thời hồi nhỏ của mình. Bao nhiêu năm mình sống ở cái đất Sài Thành thì mình cảm thấy nó rất là ngột ngạt và mệt mỏi. Ở đây là cái nơi mà nhà học quân sự ngày xưa. Bây giờ các bạn có thấy những cái tháp nhỏ đấy không? Những cái tháp này chính là những ngôi mộ của những người Khmer, hoặc là những người mà đã có công xây dựng cho chùa. Sau khi họ mất đi, họ sẽ được nhà chùa dành một cái nơi đặc biệt để mà tưởng nhớ đến họ. Đây các bạn thấy đến đây. Ở đây các bạn biết không? Ở đây là một cái hồ thứ hai. Đó là một cái hồ này nó sẽ đại diện cho một cái nền văn hóa rất đặc trưng nữa. Đó là các bạn có biết Sóc Trăng có một cái lễ hội, đó là đua ghe ngo, ốc âm bốc. Hàng năm đều được tổ chức đều đặn.
thì ông Bóng á là ở đây chúng ta sẽ có một cái cây cầu rất là dài. Cái cây cầu này á là chúng ta tượng trưng cho một cái chiếc ghe dài cho 50 người ngồi trên đó và chúng ta luyện tập để thi đấu vào cái ngày lễ hội đặc biệt. Bây giờ chúng ta đi xuống đây. Cây cầu rất là chắc chắn các bạn. Ở đây thì khi mà luyện tập thì người ta ngồi như thế này, người ta lại xuống nha các bạn nha, không ở đấy chứ như mình, người ta bơi. Chúng ta bơi liên tục. Trong cuộc thi thì thường thì ở chùa Champa cũng rất là có tiếng trong những cuộc thi ở trong đồng bằng sông Cửu Long. Cái ngày lễ hội Ốc Ong Bóc thì đó là lễ hội truyền thống đặc trưng. Nhã nhớ cái không khí ngày đó là nhà nhà nào cũng đi luyện tập cả. Người Khmer cũng có một cái sức khỏe rất là dẻo dai trời ban cho, thân thể cường tráng, cao ráo, khỏe mạnh. Và đó là những cái điều mà rất là quý. Thank you.
ở cái văn hóa của người Khmer thì họ rất là tôn trọng gắn chính đầu. Thường thì chánh điện là đến những ngày lễ thì người Khmer sẽ đến để mà cúng dường, cúng cơm, bởi vì trong cái văn hóa người Khmer đó, đó là một cái nơi linh thiêng. Và cái nơi đó giống như là một cái nơi mà để nhớ về cội nguồn của mình. Và người Khmer rất tôn trọng đến khi đến chùa. Và những cái ngày lễ lớn thì người Khmer đến đây để mà cùng với lại nhà chùa làm những cái buổi tiệc tưởng nhớ đến những cái gia đình của mình. Đặc biệt nữa là văn hóa Nam Tông á, thì những người nam thanh niên trẻ tuổi sẽ đi tu cho đến năm 18 tuổi, người ta gọi là tu báo hiếu. Bởi vì đối với người Khmer, ngôi chùa không chỉ là một cái ngôi chùa để mà thờ cúng, nó còn là một nơi để học tập và rèn luyện đạo đức của mình. Cho nên là những thanh niên trẻ họ đến họ tu luyện, họ luyện tập đến năm 18 tuổi là họ có đã đủ đức độ, và sau đó thì họ sẽ hoàn tục, họ trở thành một cái công dân bình thường. Đó là những gì mà liên quan đến cái Phật giáo Nam Tông. Ngoài ra thì góc bên trái của chúng ta sẽ có một cái tòa tháp rất là cao. Bạn nhìn thấy không? Tòa tháp cao đó là nó đã cổ lắm rồi. Ngày xưa đó là cái nơi để mà chứa những cái dân ở trong ngôi chùa này. Và cái bên tay trái nữa các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái cây rất là lớn. Cây này thì chúng ta đã quá quen thuộc, đó là cây Bồ Đề. Các bạn biết không, phía dưới đó có một bức tượng là tượng tượng trưng cho Đức Phật. Ngày xưa khi mà Đức Phật đi trong con đường tu hành của mình, thì Đức Phật đã ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề. Và ở đây thì Đức Phật đã nghiệm ra được những cái tham sân si của cuộc đời, và vượt qua được những cám dỗ đó, Đức Phật đã giác ngộ ra. Và đây là bức tranh tái hiện lại có cây Bồ Đề và Đức Phật đang ngồi dưới đó. Cho nên là nghĩ về điều đó, chúng ta trong cuộc sống của mình á, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cám dỗ và tham sân si. Khi mà chúng ta vượt qua được nó, chúng ta thấy cuộc đời rất là ý nghĩa và đẹp đẽ.